Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em có vui không? Chờ đợi những điều tuyệt vời ngày hôm nay không? Hãy thêm cho mình. Tôi để ý thấy trong nhà của bạn có một cái tủ lạnh, và mỗi một lần bạn đói, bạn chạy tới đó mở tủ lạnh ra, thì trong tủ lạnh luôn luôn có phải bao giờ cũng cho bạn đồ ăn không? Có phải bao giờ tủ lạnh cũng cho bạn đồ ăn không? Xin lỗi, không phải. Nhưng tủ lạnh sẽ cung cấp cho bạn những điều cần dùng lúc đó, những điều mà trước đó bạn đã mua về đặt vào trong đó. Khi bạn no, bạn thường rủ vợ con của mình đi cửa hàng mua đồ, vì lúc đó có sức. Bạn mua đồ thịt cá, dưa hành, củ hành, củ kiệu và sữa. Bạn mang về cho vào tủ lạnh, để tới lúc bạn đói, bạn mở tủ lạnh ra, lấy cái điều mà những ngày trước đó bạn đã cho vào. Con người chúng ta cũng y chang như vậy. Mỗi một ngày Chủ nhật bạn tới đây, mỗi một lần bạn đọc Kinh Thánh, là bạn lấy những điều ở trong Thánh Kinh, bạn lấy những điều qua bài giảng đặt vào lòng của bạn. Đó là cái tủ lạnh của bạn, tủ lạnh thuộc linh của bạn, tủ lạnh thành công của bạn. Bạn đưa điều đó vào trong lòng của mình, và đến khi gặp hoạn nạn, khi lúc cần, bạn mở lòng của mình là cái tủ lạnh đó ra, thì những điều bạn đã cho vào, bây giờ bạn có thể lấy ra được. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay, hãy nhận những điều tuyệt vời và cho vào lòng của mình cái tủ lạnh mang tên bạn đó, để lúc bạn cần mở nó ra, bạn sẽ nhận lãnh được điều đó. Amen. Vừa rồi có một vị mục sư và cũng là sứ đồ, hồi thánh công có 15-20 ngàn người tại Ấn Độ. Mỗi một ngày ông cho 20 ngàn người Ấn Độ được uống thoải mái nước, mà nước sạch. Ông là người mà có những trường dành cho những đứa trẻ mồ côi và tàn tật, không có bố mẹ, nhặt chúng nó ở ngoài đường phố mang về, cho chúng nó ở, mặc quần áo cho chúng nó, và dạy văn hóa cho chúng nó, dạy chúng nó những công việc chúng nó làm. Ở trong số đó có một đứa con gái mà chúng tôi đã nuôi chúng nó mấy năm vừa rồi. Anh chị em bảo là tại sao nhà tôi không đẻ thêm đứa con gái. Xin lỗi, chúng tôi đã có con gái rồi. Mà con gái của chúng tôi người Ấn Độ, giống mẹ nó. Chúng tôi chưa gặp nó bao giờ, chỉ nhìn thấy nó ảnh. Nhưng chúng tôi mỗi một tháng gửi tiền qua công việc của ông Samson để nuôi nó. Những đứa trẻ đó, hơn 400 đứa trẻ, cả nam cả nữ, được học, được ăn, được mặc, được dạy, để sau này chúng nó trở thành những con người mà có ích cho bản thân và xã hội. Điều thứ ba, chúng ta đừng nghe ông Samson luôn nói Đức Chúa Trời đấng tốt lành. Ông giảng sứ điệp về sự thạnh vượng. Ông là con người thạnh vượng. Ông có những cái biệt thự. Ông mua một cái nhà ở bên Ấn Độ, mà nhà đó bán 10 ngàn không ai mua. Bởi vì ở trong nhà đó có ma, ở nhà đó có quỷ nhập. Thành ra xây nhà rất đẹp, nhưng mà lại không ai mua. Bởi vì ở trong đó có một người chết tại trong đó, và ma hay hiện hình lên dọa. Ông đã được Chúa chỉ cho hãy mua nhà đó. Và ông ta đã mua cái nhà 10 ngàn đô la. Chẳng mấy chốc khi sửa xong nhà, nhiều nhà khác bắt đầu tới xung quanh ở thêm. Nhà đông đúc trở lại, bởi vì khi ông bước vào trong danh Chúa Giêsu, ông đuổi quỷ và ma không còn hiện ra do ai nữa. Và bây giờ cái nhà đó trị giá mấy trăm ngàn đô la tại Ấn Độ. Và tôi đặt câu hỏi vừa rồi, ông đến đây giảng cho chúng ta có 2 bài thôi, nhưng tôi và vợ tôi có 2 ngày ngồi nói chuyện với ông, hỏi những nguyên tắc. Ông nói rằng tất cả những gì mà đã trải qua tuổi ấu thơ, tôi đã cầu nguyện xin Chúa trang bị cho mình. Vì ngày xưa tôi phải đi múc nước 2 km, cho nên Chúa đã sử dụng tôi để nuôi những con người khát nước. Vì ngày xưa tôi sống trong một gia đình không có điều kiện học hành, cho nên bây giờ Chúa sử dụng tôi để trang bị cho những đứa trẻ không có điều kiện học tập. Ngày xưa nhà tôi quá nghèo, toàn đi chân đất, cho nên Chúa đã sử dụng tôi để mang sự giàu có cho nhiều kẻ khác. Bạn ơi, hãy nhìn lại cuộc sống của bạn. Nếu quá khứ của bạn đầy đau khổ cay đắng, nếu quá khứ của bạn nghèo nàn, không có điều kiện làm việc này việc khác, thì hãy cảm tạ Chúa ngày hôm nay. Bởi vì Chúa, Ngài tận dụng cả những cái thất bại của bạn để làm nên những việc lớn sau này qua bạn tới người khác. Amen. Amen. Và ông nói với tôi một nguyên tắc mà ngày hôm nay tôi đã nói với anh Cần cần phải làm. Ông nói rằng mỗi một lần Chúa cảm động lòng tôi dâng tiền cho một ai, tôi không dâng một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng trước khi dâng, tôi cầm số tiền đó, có thể 50 euro, có thể 20 euro, có thể 5 euro, hoặc là có thể chỉ một vài chục xu mà bạn dâng tiền vào cái hộp kia nghe, cạch 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 đấy. Nhưng trước khi bạn dâng, hãy nhìn nó ở trong tay của mình như hạt giống và nói rằng, trong danh Chúa Giêsu Christ Cha ơi, con gieo số tiền này vào công việc của Ngài, con dâng tiền này cho người này, người kia, con chờ đợi một ngày mùa, tùy theo bạn ước ao số tiền bao nhiêu. Bạn có thể nói rằng, 50 xu này, con dâng vào công việc của Ngài, con chờ đợi gặt lại một cái vé về Việt Nam sắp tới. Phụ thuộc vào đầu của bạn, phụ thuộc vào đức tin trong lòng của bạn, đừng giới hạn. Amen. Nhưng hãy coi trọng số tiền bạn gieo. Hãy coi trọng số tiền bạn gieo. Ông đã để lại cho chúng tôi một nguyên tắc như vậy đó. Và tôi và vợ tôi ngay điều như vậy mà thực hiện. Mỗi một lần dâng tiền cho ai, có thể tiền đó của hội thánh mà cần phải dâng cho tôi tớ của Ngài, chúng tôi đều cầm cái phong bì đó và nói rằng, Chúa ơi, hội thánh dâng cho chức vụ của mục sư Samson, được dâng cho chức vụ của mục sư Lê Văn Dinh, chúng con chờ đợi hội thánh của Ngài tại Berlin này gặt lại một cái tòa nhà cho hơn 1.000 người nhóm lại. Bạn ơi, tại sao lại không? Amen anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, hãy thực hiện theo điều đó. Hallelujah. Có rất nhiều những lĩnh vực yếu đuối của chúng ta. Tôi sợ nước, đến bây giờ chưa biết bơi. Một trưởng lão tại hội thánh của chúng ta lại sợ độ cao. Lên cao là nó bị dị ứng. Có ai đó chạy thể thao, gió thổi vào là người sưng phùng lên. Mỗi người có một điểm yếu. Không có ai 10 phân vẹn 10 cả. Có một thanh niên trai trẻ làm quan, giàu có, đến gặp Chúa và nói rằng, Chúa ơi, tất cả mọi việc này, đạo đức như vậy, con toàn tài từ nhỏ rồi. Con làm nó từ nhỏ rồi. Và Chúa nói với thanh niên đó rằng, nhưng con còn một điều. Ta chỉ cho ngươi một điều. Ngươi không có và còn thiếu. Bạn ơi, nếu bạn đến gặp Chúa và nói rằng con toàn vẹn mọi mặt, Chúa luôn chỉ cho bạn biết, bạn khiếm khuyết ít nhất là một điều. Và điều đó lại là cần tới Ngài lắm. Bạn có thể rất là giàu có, nhưng lại bất hạnh chuyện tình duyên. Bạn có thể vô cùng hạnh phúc với vợ con và thành đạt trong công danh, nhưng con của bạn là một đứa phá gia chi tử. Bạn ơi, bạn có thể là một nữ luật sư thật là giỏi, nhưng lại mắc cái tội chuyên môn ăn vụng. Mọi người hiểu điều tôi đang nói không? Mỗi một chúng ta đều có những điểm yếu. Làm sao để thắng được? Thì ngày hôm nay, bài giảng dành cho bạn. Khi Chúa tạo dựng ra con người, Ngài lấy các bụi đất sét đó, Ngài nắn lên hình người và thổi sinh khí của Ngài vào lỗ mũi. Từ đất trở thành có sinh linh. Một Gideon rất là hèn nhát, chui ra chui vào trong hầm mộ, sợ quân thù bắt được. Buổi tối ông chui ra để đập lúa. Thế mà điều gì khiến cho Gideon hèn nhát đó lại trở thành dũng sĩ của Đức Giê-hô-va, giải phóng dân tộc của mình khỏi ách nô lệ của ngoại xâm? Một Samson mù mắt, vác bịch gạo không nổi, đang làm nô lệ xây cối cho kẻ thù. Điều gì khiến cho ông trở thành kẻ mạnh mẽ, giật đổ đền thờ và giết hàng ngàn những người kẻ thù? Điều gì khiến cho một cậu bé ngây dại Salomon được khôn ngoan, thông sáng, giàu có, trước ông và sau ông không ai bằng? Điều gì khiến cho Phê-rê, một người chối Chúa 3 lần, chối đến mức độ gà tức phải gáy, mà bỗng nhiên sự sợ hãi biến mất, ông đứng trước đám đông và giảng một bài giảng chưa đầy 3 phút mà 3.000 người đã thay đổi để bước vào hội thánh của Đức Chúa Trời? Điều gì khiến cho những con người mà tôi vừa liệt kê ra, điều gì sẽ khiến cho tôi và bạn ngồi tại đây, những điểm yếu mà mình vì nó xấu hổ với vợ, với con, với nhiều người khác, với bố mẹ? Điều gì giúp cho bạn từ một con người đang tìm kiếm sự chết vì xấu hổ, hổ thẹn, bất mãn trong cuộc đời này, sẽ trở thành con người khác? Câu trả lời nó chỉ tóm gọn bởi 2 từ, và nó cũng là đề tài của bài giảng ngày hôm nay. Đó: phụ thuộc vào sự sức giàu.
phụ thuộc vào sự sức giàu của Đức Chúa Trời. Mở đầu câu Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 13. Xin mời. Sự sức giàu đó là quyền phép của Đức Thánh Linh trong hành động. Philip đoạn 4 câu 13. Một câu Kinh Thánh vô cùng ngắn ngủi. Lời Chúa nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tiếng Việt có cái từ thêm. Nhưng sự thật, ông Phaolô nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban sức cho tôi, không phải thêm. Nhờ đấng ban sức cho tôi. Cái sức mạnh của Ngài ở trong chúng ta đủ để chúng ta làm được mọi sự. Bản Kinh Thánh dịch chuẩn hơn có nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng mạnh mẽ làm qua tôi. Hay dịch đúng hơn nói rằng đấng ban sức qua tôi làm được mọi sự. Hay không? Sự khác biệt giữa tôi Trần Mạnh Hùng, một người không được sức giàu, với tôi Trần Mạnh Hùng được sức giàu. Cái tôi không được sức giàu là một kẻ nói lắp bẩm sinh, nói ngọng từ năm 9 tuổi. Một kẻ không dám đứng trước đám đông, một kẻ luôn sợ hãi trước đám đông. Và khi được sức giàu, Chúa chữa lành, giải phóng khỏi nói lắp, giải phóng khỏi nói ngọng, không còn đứng nớn nao nạ nùng nữa. Không còn dặn ra cái từ giờ mà không ra nổi khỏi cổ họng. Sự khác biệt giữa Hùng sức giàu với Hùng không sức giàu ở chỗ những lời nói mà ra miệng của nó, đến chính nó cũng phải ngạc nhiên tại sao lại có điều như vậy. Cũng cánh tay này không sức giàu đặt tay lên đầu người khác chỉ đủ làm cho cổ người ta bị nặng thêm. Nhưng cũng cánh tay này đặt tay trên người khác, nếu được sự sức giàu, Chúa chữa lành cho người khác. Chúa làm cho kẻ ngắn chân đang thọt mọc ra trở lại như cũ. Con người Benihin được sức giàu khác với Benihin không được sức giàu. Sức giàu có nghĩa là Chúa làm qua tôi. Amen. Anh chị em nhìn thấy tôi đang đi lại, có mà ai đó là nhìn thấy cái áo tôi đi lại và nói rằng ồ, cái áo của mục sư hay thật, nó đi lại được, nó lại còn vung vẩy chân tay được, tay áo vung vẩy được. Xin lỗi, hãy nhìn xem sự khác biệt giữa nó bây giờ với nó sau một phút này. Cũng là nó, đúng không ạ? Cũng là cái áo trước đây tôi mặc đi lại, và bây giờ hãy nhìn xem nó. Không có tôi, tôi không hành động qua nó. Xem nó làm sao này, nhìn này. Nó đúng không? Có phải nó không? Cái áo vest của hãng Boss này có phải nó không? Nào hãy nhìn này, dù mày xịt đến mức nào đi chăng nữa thì mày không đứng nổi giống như chiếc áo 5 euro hạ giá tại H&M người ta đang mặc. Thấy không? Thấy không? Sự khác biệt giữa sức giàu với không sức giàu nó giống như vậy đó. Khi tôi mặc nó, tôi hành động qua nó thì bỗng nhiên nó có sức mạnh. Mà thực ra sức mạnh đó cũng chả phải từ nó, cũng chả phải bởi nó, cũng chả phải vì nó. Chỉ đơn giản tôi mượn nó để mặc che sự lõa lồ của mình thôi. Và mày đừng có kiêu ngạo, mày khác lắm khi không có tao. Nếu chỉ là mày thì số phận của mày không khác gì cái rẻ rách. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Chị Bình chị thương cái áo rẻ rách của tôi thành ra nhặt. Ok, hãy vỗ tay cảm ơn Đức Chúa Trời toàn năng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hãy cùng tôi giờ đoạn Kinh Thánh tiếp theo, Công Vụ đoạn 10 câu 38. Chúa Giêsu sống trên đất này, Ngài lấy hình hài là con người 100%. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài gác cái vị trí quyền năng của Đức Chúa Trời sang một bên để Ngài lấy hình dạng của con người yếu đuối như tôi và bạn vậy. Ngài là một thanh niên tuổi 30, Ngài bước vào làm chức vụ,
30 năm trước đó không hề có một phép lạ nào xảy ra, bởi vì Ngài cho chúng ta nhìn thấy đó là một con người bình thường, giống như tôi và bạn vậy. Nhưng rồi có một ngày Chúa bước vào chức vụ. Công vụ đoạn 10 câu 38 nói rằng: thế nào Đức Chúa Trời đã sức, hãy nhắc lại cùng tôi từ sức, thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài không phải trước đó Ngài đã đi, mà Ngài đợi cho tới thời điểm được sức giàu Thánh Linh và quyền phép, sau đó rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước chữa lành hết thảy những kẻ bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi: Đức Chúa Trời ở cùng, Đức Chúa Trời ở cùng. Hallelujah. Sự sức giàu đến từ cái ở đó đấy. Sự sức giàu đến từ cái ở đó đấy. Sự sức giàu đến từ cái ở đó đấy. Bạn đã lần nào tới thăm một người rán nem trong bếp chưa? Khi bạn bước vào chưa đầy 5 phút chào hỏi người chủ nhà rán nem, bạn bước ra khỏi và đi xuống S-Bahn, cách bán kính 3 mét người ta đứng dậy không dám ngồi cạnh bạn, bởi vì bạn bước vào nhà bếp. Mặc dù 5 phút bạn đã ở trong nhà bếp, và khi bạn bước ra rồi, sự sức dầu nem trên quần áo của bạn. Amen. Amen. Bởi vậy cho nên tôi khuyên những người nào vừa trong toilet đi ra, sau 5 phút sau mới bắt tay chào họ, bởi vì có một loại sức dầu khác dính vào. Ở rất là quan trọng. Đức Chúa Trời sức cho Đức Chúa Giêsu. Oh hallelujah. Chúa ơi, hãy sức cho chúng con Đức Thánh Linh và quyền phép, để sau đó chúng con đi từ nơi nọ đến chỗ kia làm phước chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Luca đoạn 1, Luca đoạn 4. Hallelujah. Sự khác biệt giữa có Ngài, có Đức Thánh Linh, được sức giàu Thánh Linh với khi chưa có. Chúa Giêsu đẩy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đem đến trong đồng vắng. Hãy lắng nghe tôi nói. Đây là câu đầu tiên của sách Luca đoạn 4. Chúa Thánh Linh ngự trên Chúa Giêsu, hay là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tiếp theo câu số 14. Sau 40 ngày trong đồng vắng để chịu sự cám dỗ. Thành ra bạn phải nhớ, có nhiều sự thử thách đến với bạn là bởi Chúa cho phép xảy ra để huấn luyện bạn. Sau 40 ngày khi thi đỗ, Chúa Giêsu bước ra khỏi đồng vắng. Hãy để ý này, Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh. Từ được quyền phép này có nghĩa là được sức giàu Đức Thánh Linh và quyền phép. Trước đó Ngài được đầy dẫy Thánh Linh. Sau 13 câu Thánh Kinh, có nghĩa là sau 40 ngày trong đồng vắng, Ngài bước ra khỏi đồng vắng, thì lời Chúa nói rằng Chúa được quyền phép Đức Thánh Linh. Ngài được sức, hay là Đức Chúa Trời sức cho Chúa Giêsu người Nazareth Thánh Linh và quyền phép. Sau đó Ngài trở về Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ xung quanh. Tại sao tôi có thể khẳng định như vậy? Bởi vì câu tiếp theo cũng trong đoạn này, câu 18, chính Chúa Ngài công bố. Luca đoạn 4 câu 18, lời Chúa nói rằng: thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài sức giàu cho ta. Trước đó Ngài không bước ra để làm việc. Khi đầy dẫy Đức Thánh Linh, Ngài cũng không bước ra để nói câu này. Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh, sau đó Ngài vào đồng vắng 40 ngày. Sau khi Ngài chiến thắng ma quỷ trong sự cám dỗ đó rồi, Ngài mới bước ra. Khi được sức giàu quyền phép đó, câu 14, Ngài bước vào nhà hội, và tại đây Ngài công bố chức vụ của Ngài. Trong vòng 3 năm tới, thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài sức giàu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ nghèo. Có nghĩa là lĩnh vực đang nợ nần của bạn về tài chính, sự sức giàu mà qua bài giảng ngày hôm nay, nếu bạn nhận được, nó sẽ bẻ gãy, nó sẽ bẻ gãy sự nghèo đói và nợ nần của bạn. Amen. Lời Chúa nói rằng Ngài sức giàu cho ta để giao cho kẻ cầm được tha. Kẻ cầm đây
Có thể là những tội lỗi, những thói hư tật xấu mà bạn vật lộn ở trong góc kín tâm hồn của bạn, ở trong phòng kín của bạn. Chúa bởi sự sức giàu của Ngài cũng bẻ gãy nó, để cho xích đó bị đứt và bạn được tự do. Lời Chúa nói tiếp rằng kẻ mù được sáng. Chứ đây bạn có thể tù mù, nghe những điều mà bạn không hiểu, đọc những điều mà bạn không hiểu, thì ngày hôm nay mắt của bạn mở ra. Chưa chắc bạn nhìn mà đã thấy. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho bạn nhìn và thấy. Amen. Hỡi những người chưa vợ mà sợ bị ế vợ, sự sức giàu ngày hôm nay cũng có thể mở mắt của bạn để nhìn thấy vợ của bạn đang đi lại liên tục mà bạn không nhìn thấy. Hỡi những người mà sợ ế chồng, hỡi những người mà nhìn mãi không thấy việc gì để kiếm tiền, có một lúc nào đó mắt của bạn mở ra, mắt của bạn mở ra, mắt của bạn mở ra, bạn mới được Chúa tỏ ra rằng ngay cả cắt cỏ con cũng có thể trở thành triệu phú. Nếu cắt cỏ thật giỏi, sẽ có một ngày ai đó đến thuê bạn cắt cỏ cho họ. Nếu bạn cắt cỏ giỏi và hiệu quả hơn, sẽ có một ngày công ty vệ sinh thành phố sẽ mời bạn làm giáo sư dạy đào tạo những người cắt cỏ. Và nếu như bạn lại tiếp tục giỏi hơn nữa, phát minh ra máy cắt cỏ mà không cần phải ấn nó, chỉ ngồi bấm nút là tự nhiên máy bay bay một hồi cắt cỏ theo đúng cm cần, bạn trở thành tỷ phú khi bạn bán cái máy của bạn vừa phát minh. Amen. Thầy anh chị em ơi, bạn thích cái nghề gì, hãy yêu cái nghề đó và làm thật giỏi, kể cả đánh giày. Amen. 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 Nếu bạn chỉ thích mỗi cái lắc chảo, hãy lắc thật chuẩn, sẽ có một ngày bạn giàu lên bởi lắc chảo. Amen. Nếu bạn thích trang điểm, vẽ móng tay cho thật đẹp, hãy vẽ thật chuẩn, nhưng đừng chỉ cho bản thân. 3 tiếng đồng hồ ngồi vẽ móng tay chồng đói bụng. Khi bạn làm như vậy, sẽ có một ngày người ta thuê bạn để dạy người khác vẽ móng tay. Amen. Hãy quay sang lân cận nói rằng cái gì, nghề nào cũng là tốt hết đó. Lời Chúa nói tiếp rằng kẻ bị hà hiếp được tự do. Tất cả những kẻ xem bói sợ hãi, số phận tử vi tấn công họ, đó là bị ma quỷ hà hiếp. Được tự do và đồn ra năm lành của Đức Chúa Trời. Hãy nói với người lân cận rằng ngày hôm nay là năm lành của Chúa cho tôi và bạn rồi. Hallelujah. Anh chị biết thế nào là năm lành không? Tôi giải thích thế nào là năm lành. Ở Do Thái có một cái luật mà Chúa ban ra từ hồi lập quốc cho họ. Bất cứ một người nào nợ ai đến năm thứ 50 thoát hết nợ. Đến năm thứ 50 tất cả những người mắc nợ được tha nợ toàn bộ. Cái đó, cái năm đó gọi là năm hân hỷ hay là năm lành. Và Chúa Giêsu đã xuống trần gian 2000 năm trước để gánh cái nợ của bạn, gánh cái bệnh của bạn, gánh dấu trừ của bạn. Thế nên nếu như bạn bước vào nước của Ngài, nếu như bạn nhận được sự sức giàu của Ngài, thì bắt đầu từ lúc đó năm lành của Ngài công bố trên đời sống của bạn. Amen. Hallelujah. Tôi muốn nói với những người bên Mỹ, dù bạn sống ở bên Mỹ, dù bạn sống tại Canada hay là có một số người tại Quảng Châu, bạn đừng nghĩ rằng tiền bạc kinh tế giúp cho bạn có năm lành. Xin lỗi bạn, chỉ có Chúa và nhận biết lời của Ngài và sức giàu, bạn mới ở trong năm lành của Chúa mà thôi. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Bạn hỏi tôi rằng mục sư ơi, sự sức giàu thì hay đấy, nhưng trên thực tế cụ thể hóa như thế nào để tôi có trong đời sống của tôi, cái đó mới là quan trọng. Bạn có thể hỏi tôi rằng mục sư ơi, tôi đã đọc 500 tỷ phú cuộc đời của họ rồi, tôi biết rõ và tên của ít nhất 10 tỷ phú giàu nhất trên thế giới, nhưng làm sao để tôi giàu được, làm sao để bắt chước được họ, cái đó mới là điều quan trọng. Mục sư có thể giúp được tôi không? Thì ngày hôm nay tôi muốn đưa cho anh chị em 4 phương pháp để nhận được sự sức giàu, hay là nhận được điều mà con người thành công kia có. Anh chị em sẵn sàng không? Anh chị em muốn không? Kẻ đang nói với anh chị em đứng trước mặt anh chị em đây, tất nhiên không phải là thành công như là điều tôi đang ước ao và tuyên tới, nhưng tôi được ngày hôm nay bởi vì năm 97 tôi đã nhận được bài học này.
Và lời giảng của tôi bắt đầu thay đổi. Ngày xưa tôi không giảng như kiểu bây giờ đâu. Ngày xưa mọi người biết tôi giảng cái gì không ạ? Đứng một chỗ, mắt gườm gườm, giảng như mục sư, cười như mục sư, thậm chí ít khi cười lắm, bởi vì cười là không phải là mục sư. Đi như mục sư, chào người khác như mục sư, nói như mục sư, nhìn như mục sư, uống nước như mục sư. Chỉ có mỗi ngủ tôi không thể kiểm soát được, bởi vì lúc ấy há miệng thì không biết được là mục sư ngủ kiểu gì. Và được 2 năm tôi cực kỳ mệt mỏi với cái vai trò diễn viên đó. Tôi bảo kiểu này nguy hiểm, chẳng nhẽ mình cứ phải ép mình mãi như vậy sao? Tôi sâu thẳm con người tự nhiên của tôi, lời Chúa kêu gọi: hùng, người ở đâu? Người đóng kịch bắt chước người khác đến bao giờ? Và bắt đầu từ đó tôi tìm kiếm Chúa. Và bài giảng của tôi, nó từ cái kiểu giảng truyền thống người ta nghe không nói. Tôi nói thật với anh chị em, tôi nghe lại bài giảng của tôi 1 tiếng rưỡi mỗi một ngày Chủ nhật. Tôi nghe không quá được 15 phút mà khi nghe mình giảng. Tôi bảo: ôi thánh, tại sao họ nhịn nhục như vậy được nhỉ? Bạn ơi, khi bạn nấu ăn, hãy cố mà ăn cái món ăn của mình thử xem. Nếu bạn ăn được và ngon, có nghĩa là khách hàng cũng ăn được. Còn riêng người Trung Quốc và người Việt Nam mình thì không có. Nấu ăn không dám ăn món của mình, bởi vì toàn đồ giả ở trong đó. Tôi đã cầu nguyện và tôi nhìn thấy một vị được ơn của Chúa. Tôi rất ghét cái giảng của ông ta. Ông ta giảng rất là tự nhiên, nhưng mà cái sứ điệp ở trong lời của ông đó, mà tắt hình đó, thì nghe thích lắm. Nghe cảm thấy nó rất là đòi, mà tôi lại căn những điều như vậy. Tôi nghe khoảng vài chục lần mỗi một đĩa. Hồi đó không có đĩa đâu, mà hồi đó có cái băng cassette. Tôi có khoảng 10 cái băng cassette đó. Cứ mỗi một cái băng đó tôi nghe khoảng trên 10 lần, nghe đi nghe lại. Và ước ao: Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, hãy sức giàu cho con như con người này. Sau 2 năm cầu nguyện, điều đó đã xảy ra. Và bây giờ tôi muốn kể lại cho anh chị em 4 phương pháp đó. Mọi người muốn không? Mọi người muốn không? Điều thứ nhất, hãy ở cùng người được sức giàu. Điều thứ hai, hãy làm việc cùng với họ nếu được phép. Điều thứ ba, hãy xin họ đặt tay lên mình cầu nguyện để chuyển sức giàu tới với bạn. Điều thứ tư, nếu không có 3 điều kia ở xa, hãy tận dụng cơ hội mua thật nhiều băng đĩa và sách của họ. Có nhiều khi đóng cửa 3 ngày đến 5 ngày, chỉ có một mình bạn vật lộn với những cái băng đĩa đó. Đừng chỉ nghe sứ điệp, mà hãy nhìn thấu qua sứ điệp để nhìn vào đấng hành động qua đời sống con người này. Hãy hút từ họ. Vì Chúa Giêsu nói rằng lời của ta là thần linh và sự sống. Đừng chỉ nghe thông tin từ bài giảng, hãy nhận sự sống từ lời giảng đó vào đời sống của bạn. Và bây giờ tôi sẽ đi chi tiết từng phần một. Tôi ước ao chúng ta hãy chuẩn bị con người của mình để chờ đợi và cầu xin. Chúa Giêsu nói: ai xin thì được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Thế cho tấm lòng của bạn hãy chờ đợi. Chúa nói thêm rằng: có ai trong các ngươi là những người làm cha, khi con mình xin bánh lại cho đá, khi con mình xin cá lại cho rắn? Các ngươi vốn là những người xấu, còn biết cho con cái mình Đức Thánh Linh khi chúng nó xin các ngươi. Khi chúng nó xin cha, các ngươi xin Đức Thánh Linh thì Ngài hoàn thiện sẽ ban cho. Bởi vậy cho nên bạn cần phải chờ đợi và mong muốn. Bạn xin, bạn sẽ nhận được. Thứ nhất, ở cùng với người được sức giàu. Chúa Giêsu chọn 12 sứ đồ để làm gì? Để làm gì anh chị em? Để ở cùng Ngài. Tại sao Chúa được sức giàu trong công vụ đoạn 10 câu 38 vừa rồi? Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Từ ở rất là quan trọng. Amen. Amen. Người ta để ý rằng khi ông chồng ăn nhạt, bà vợ ăn mặn. Sống mãi một thời gian, ông chồng cũng ăn mặn như vợ. Bởi vì ở cùng với bà, cho nên bà lại hay nấu ăn, bà hay ăn mặn thì ông cũng ăn mặn. Ở cùng vợ thì thay đổi, ở cùng chồng cũng thay đổi. Hai người ở cùng nhau, người ta để ý thấy càng ở với nhau lâu, khuôn mặt càng giống giống nhau.
Mọi người hiểu không? Cái đó là ở đấy. Lời Chúa nói rằng bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Khi chúng ta chơi ở với những kẻ xấu, sớm muộn gì cái tính đó hay cái xấu đó cũng bị ảnh hưởng tới chúng ta. Bởi vậy cho nên hỡi anh chị em, hãy tìm kiếm những người được sức giàu. Mà nếu họ cho phép mình được ở cùng với họ, hãy tới cùng đó. Amen. Ở một tuần cùng với người sức giàu, ở một tháng cùng với người được sức giàu, hãy tiếp cận họ khi họ hở ra. Khi mục sư David đến Lodalai, ông giảng xong, sau đó ông ấy kết thúc bài giảng, ông đi ra xe, ra khách sạn ngay. Cái túi công rất là nặng, thấy không ai, toàn chăm chú vào cầu nguyện. Tôi để ý thấy người mục sư già với một người nữ đi cùng xách cái túi. Tôi ra, mặc dù không biết tiếng Anh, nhưng tôi chỉ vào túi để tôi giúp cho. Và đi một hồi phát hiện ra ông cũng nói bập bẹ được một chút tiếng Nga. Đi ra ngoài xe, tôi nói trước khi ông lên xe, tôi nói rằng cầu nguyện cho tôi, tận dụng cơ hội giúp và đòi sự sức giàu. Ông đặt tay cầu nguyện ra, hãy đơn sơ như con trẻ, bạn đừng có xấu hổ gì hết đó. Tiếp xúc với những người được sức giàu, nói ít thôi, hãy hỏi họ nhiều hơn, học họ nhiều hơn, và chuẩn bị trước tinh thần để mà học họ, chứ đừng dạy họ. Có một số người giải gặp những người được sức giàu chỉ thích khoe thôi, kể tràng giang đại hải, mất thời gian và cuộc sống của bạn vẫn y chang như cũ. Khi bạn gặp những con người đó, hãy moi từ họ, hãy hút từ họ, hãy nghe từ họ, hãy đặt những câu hỏi từ họ và nhận câu trả lời. Amen. Amen anh chị em. Elise ở cùng Eli. Hãy cùng tôi giờ sách Công Vụ đoạn 4 câu 13. Ô anh chị em ơi, hãy ước ao, hãy ước ao, hãy ước ao. Hallelujah. Khi Phêrô giảng trước đám đông, trước tòa công luận, những thầy thông giáo đầy học thức, chúng thấy sự dạn dĩ, từ dạn dĩ là thấy sự khôn ngoan đó, thấy sự khôn ngoan của Phêrô và răng, biết rõ ràng ấy là những người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ vì nhận biết hai người từng gì ạ, không phải học nhá, không phải là học lớp cấp tốc nhá, không phải là đi phụ đạo từ Chúa nhá, không phải là học thêm nhá. Việt Nam bây giờ đó là vỡ lòng cũng đi học thêm. Thành ra bây giờ cái ngày khai trường không còn là ngày khai trường nữa, bởi vì trước đó hơn một tháng trẻ con đã tới trường học rồi, đó là học thêm. Thành ra vừa rồi có một bài báo nói rằng là chúng ta đạo đức giả đang lừa trẻ con, bởi vì chúng ta đã học bắt con của họ đến trường học trước đó một tháng rồi, ngày khai giảng còn gì gọi là ngày khai giảng nữa. Ở đây hai người này không phải mang sách tới học Chúa Giêsu, không có khóa huấn luyện nào hết, mà họ nhìn thấy những người dốt nát không học này, thấy sự khôn ngoan dạn dĩ đó, và họ tìm được câu trả lời, bởi vì hai con người này từng ở với Chúa Giêsu. Hãy nói cùng tôi, từng ở với Chúa Giêsu. Hallelujah. Ngày hôm nay bạn và tôi có thể ở với Chúa mỗi một ngày được. Hãy bước vào nơi kín nhiệm, ở với Chúa là sự cầu nguyện, đọc kinh thánh là sự cầu nguyện, tương giao với Đức Thánh Linh đó là ở với Ngài. Amen. Hai người dốt nát không học, từ những người đánh cá đó đã khôn ngoan hơn cả những giáo sư đang ngồi nghe họ giảng. Bởi vậy cho nên ở với những người được sức giàu, bạn sẽ lây họ. Gần mực thì đen, gần đèn thì, gần mực thì đen, gần đèn thì. Bởi vậy cho nên hãy ở cùng những người được sức giàu. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai, nhận được sức giàu, đó là làm việc cùng. Hãy nhắc lại cùng tôi, làm việc cùng. Làm việc cùng với người được sức giàu. Sách Luca đoạn 9 câu 12 tới câu 17. Chúa không phải chỉ kêu gọi họ đến ở cùng Ngài, mà Ngài còn dạy dỗ họ, và Ngài làm việc cùng với họ nữa. Đây là một câu chuyện mà khi đoàn dân bị đói ăn, gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các làng gần đó xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Tiếp theo, xong Ngài phán cùng các sứ đồ rằng chính các ngươi hãy cho họ ăn. Chúa nói chính các ngươi hãy cho họ ăn.
Các sứ đồ thưa rằng, ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thầy dân này được, chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá thôi. Tiếp theo, và bây giờ có độ 5.000 người nam, hãy nhắc lại cùng tôi, 5.000 người nam. Nếu cộng cả vợ và con của họ thì chắc cỡ khoảng 20.000 người. 20.000 người đói. Chúa nói, Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, hãy nói với chúng ngồi thành từng hàng 50 người. Hãy nhắc lại cùng tôi, tổ chức. Hãy nhắc lại cùng tôi, tổ chức. Nha. Trước khi phép lạ xảy ra, bao giờ Chúa cũng làm tổ chức trước. Còn nếu không có tổ chức, phép lạ là thành chợ. Không có tổ chức, phép lạ là chợ. Mà chợ là dẫm đạp lên nhau là đủ chết. Phép lạ không thể xảy ra được nếu như chúng ta không có trật tự, không có tổ chức. Không có tổ chức, càng đông người càng thành chợ, mà chợ đông thì là chết người nhiều. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Tiếp theo, đoạn Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ rồi bẻ ra, trao cho ai? Trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa. Đây là làm việc cùng. Bạn thử tưởng tượng xem, thử chọn thăng Đức Sơn mà lại nhìn thấy một đoàn đông sắp tới khoảng 1.300 con người tập hợp tại đây, đưa cho ba chàng thanh niên này một mẩu bánh, bảo cho họ ăn no nê đi. Tôi tin chắc chắn rằng tôi cùng với ba người này ngất luôn cái miếng bánh này. Thằng bảo hất vào miệng con, nhai một cái là xong, làm sao nuôi đến hơn 1.000 người tại đây. Nhưng mà khi họ vâng lời Chúa, cùng làm việc với Ngài, Ngài làm việc phần đầu, họ vâng lời làm việc với Ngài, bắt đầu thằng cầm miếng bánh đó bẻ một cái ra đưa cho ông vượng. Ông vượng vừa cầm một cái là thấy mọc dài ra, bẻ tiếp mà cứ mọc dài ra, bẻ tiếp, mọc dài ra. Và dường như cái mẩu bánh ở trong tay của thằng nó giống như nguồn nước dự trữ vậy, càng múc ra bao nhiêu lại chảy ra bấy nhiêu, càng múc ra bao nhiêu càng chảy ra bấy nhiêu. Bạn có cảm nhận ví tiền của bạn như vậy không? Mỗi lần bạn dâng hiến, bạn không nghèo đi, còn kẻ lấy thêm vào lại càng thấy thiếu. Kẻ luôn luôn xin người khác luôn luôn thiếu, nước nào luôn nhận viện trợ nước đó luôn luôn thiếu. Amen, amen. Người nào ngồi tại đây biết có một đất nước tên là Việt Nam, giơ tay tôi xem nào. Còn người nào ngồi đây mà không biết nước nào tên Việt Nam, giơ tay tôi xem nào. À, như vậy phải cầu nguyện. Nhân vật này chắc là quên rồi, đang mơ màng. Ok, tôi muốn nói với anh chị em biết này, một đất nước, hãy chú ý lắng nghe, một đất nước hình chữ S đó với gần 90 triệu dân, đến bây giờ đang xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Vào những năm 80, ăn gạo mốc, bò bò, hạt mì mà phải tem phiếu đó anh chị em. Nhưng mà chỉ khi Liên Xô sụp đổ thì lập tức cũng gần đấy người dân xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Tiềm năng nằm ở đâu? Cái gì khiến cho một đất nước đang ăn mì mốc của nước khác mà bây giờ trở thành kẻ xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới? Câu trả lời, bởi vì không nhận viện trợ nữa. Bởi vì không nhận viện trợ nữa, Chúa đã đập cho cái nguồn viện trợ để cho Việt Nam được sống, nó tan ra và không còn viện trợ nổi. Và bắt đầu từ đó, Việt Nam run rẩy từ vị trí ngồi nằm, đứng dậy cầm một cuốc. Và bắt đầu từ đó, sản lượng gạo phát triển. Bạn ơi, muốn được giàu, hãy thay đổi cái đầu. Muốn được giàu, hãy tiếp xúc với người được sức giàu. Và đừng xin viện trợ nữa. Bởi vậy cho nên, hãy dũng cảm xin Chúa dứt khoát khỏi tiền xã hội, càng sớm càng tốt. Nếu như bạn dứt ra mà chết thì bạn từ từ, nhưng mà nếu như bạn chỉ bám vào đó để thêm một chút tiền ăn phở, hãy stop đi anh chị em, bạn sẽ trở thành kẻ xuất khẩu tiền đứng thứ hai hội thánh. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời, hallelujah. Mọi người nghe hiểu tôi nói không? Mọi người biết cái lịch sử Việt Nam như vậy chưa? Trước đó ăn bò bò hạt mì, một nắm gạo thôi mà cả mấy cân khoai cân sắn trộn vào. Tôi nhớ đến bây giờ tôi vẫn sợ kinh hoàng về hai món, đó là bánh bao và cơm rang.
Tôi nhớ cả một cái nồi cơm rang đó, cái chảo đó mẹ tôi chỉ cho hai cái tóc mỡ. Rồi ngoắng lên cho thật nhiều mì chính và nước mắm. Ăn nó nức hết cả răng. Và mấy đứa anh em tôi tranh nhau miếng tóc mỡ đó. Cái tóc thôi mà cũng đã thòm thèm. Đưa vào miệng đâu có dám nhai ngay đâu. Cho ra lại ăn miếng cơm nào, lại đưa vào giống như cá gỗ vậy. Dạ, mọi người cười à? Chắc là mọi người sống sướng quá. Còn tôi, anh em tôi tranh nhau miếng tóc mỡ. Ủa tại sao bánh bao tôi sợ? Bây giờ bánh bao khác với bao bao ngày xưa. Nhưng mà nhìn cái hình thù của nó là thấy bắt đầu dần dần rồi. Bởi vì ngày xưa trong bánh bao đâu có gì. Miếng bánh bao mà làm từ mì, bột mì đen của Liên Xô, không có bột nở. Ném chó chết. Tôi nhìn thấy một anh sinh viên đang ngồi gặm bánh bao buổi sáng. Con chó cứ lại gần, nó cào cào cái vườn hoa của ông ấy. Mà hoa chỉ có hoa 10 giờ thôi. Ông cầm, ông tưởng cục gạch, ông đang nhai dở, ông ném một phát vào đầu, nó lăn quay chết luôn. Và từ đó gọi là bánh bao ném chó chết. Thành ra đến bây giờ sợ hai cái món bánh bao và cơm rang. Nhưng sau đó chỉ ít năm sau, sau năm 91-92, khi hết viện trợ, lập tức bắt đầu Việt Nam rũ bụi đứng dậy. Hay gọi cách khác, Việt Nam rũ bột mì cùng với mọt đứng dậy để bắt đầu sản xuất gạo. Đừng có sống bởi viện trợ. Chúa nói kẻ cho phước hơn kẻ nhận lãnh. Kẻ cho trước hơn phước hơn kẻ nhận lãnh. Bởi vậy cho nên tại sao sắp tới đại hội của Benihin bạn phải trả tiền đó. Hãy trả giá cho sự sức giàu. Chúng ta đã quen nhiều buổi nhóm đến không rồi. Vô số kẻ tò mò đến ngồi ngước mắt lên nhìn, mà chỗ dành cho kẻ khác không còn nữa. Thôi anh chị em, hãy hiểu rõ, đừng lầm bầm. Nếu bạn không muốn, không cần phải tới, không cần phải mua vé. Nhưng chúng tôi hiểu được nguyên tắc sức giàu luôn trả giá. Sẽ có một ngày truyền giảng ở sân vận động Olympic tại Berlin. Hãy nhớ lời của tôi. Lúc đó vô số những con người không phải mua vé bước vào, nhưng tại đây đang chuẩn bị cho một thế hệ của những con người được sức giàu. Tôi nói với một số những người nhân sự, tôi ước ao hết thảy hội thánh Việt Nam tại Berlin đều chui vào phòng này hết. Đều chui vào phòng này hết. Đừng chọn cái bên kia. Nghèo một chút, nhịn ăn 3 bữa, được cái vé vào đây. Còn có một số người nhịn ăn 1 tuần, được cái vé vào đây. Nhưng mà đặc biệt một số người thích ăn đồ Việt Nam, nhịn ăn 3 bữa là được cái vé vào đây đấy. Đồ ăn Việt Nam mắc lắm. Bạn chỉ cần nhai bánh mì 3 ngày là có tiền vào đây rồi. Nhưng mà nếu sau này bạn có tiền, cơ hội ngày đó không còn nữa đâu. Thật ra hãy chộp cơ hội anh chị em. Hãy chộp cơ hội khi nó đến với bạn. Chúa nói kẻ nghèo thường ở với các ngươi luôn, nhưng ta không ở cùng các ngươi luôn đâu. Chúa nói rằng thiếu tiền luôn luôn thiếu, nhưng cơ hội để mà nhận được sự sức giàu không phải lúc nào cũng có đâu. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Vừa rồi đó là làm việc cùng người được sức giàu thì phép lạ xảy ra. Điều thứ ba, đặt tay cầu nguyện. Ôi tôi ước ào lắm anh chị em. Anh chị em ơi, khi mà anh chị em lên đây cầu nguyện này, bất cứ người nào đặt tay trên anh chị em, trước đó hãy cầu nguyện trước. Hãy tìm ra cho bằng được cái ơn mà họ đang có. Và hãy cầu xin đúng cái ơn đó. Đừng có cầu xin là tất cả phước của con người này, tất cả cái gì con người này có, ập vào con. Con nhiều khi hồi nách đến với bạn đấy. Mọi người hiểu tôi đang nói gì không ạ? Bạn phải cầu nguyện chính xác muốn cái gì từ Ngài. Bartimeu kêu la này, Giê-xu con vua David hãy thương xót lấy tôi. Người ta mang ông mù tới gặp Chúa Giê-xu. Ngài nhìn vào người mù nói, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Người mù đặt bạn vào sự hoàn cảnh đó. Ông mù ông nói rằng, ông này không mù thế mà không nhìn thấy à? Xin lỗi bạn, vì ông kêu rằng hãy thương xót lấy tôi. Và từ thương xót đó nó có nhiều lĩnh vực lắm. Có thể ông này đang thất tình, ông này đang sợ ấy vợ vì mù không ai lấy. Thật ra ông biết đâu ông muốn phước là cho tôi một người vợ. Chúa đã hỏi, ngươi muốn ta làm chính xác cái gì cho ngươi? Ông nói rằng, hãy cho con được sáng mắt. Chúa chữa lành đúng cái điều đó. Bởi vậy cho nên hễ người nào đặt tay trên bạn, hãy chuẩn bị trước. Xin Chúa cho biết đúng cái ơn mạnh của con người này mà bạn ước ao. Xin Chúa cho con cách giảng như vậy này. Xin Chúa cho con cách lãnh đạo như con người này này. Xin Chúa cho con sự giàu có như con người này này. Sự khôn ngoan như con người này. Quyền năng như con người này. Anh ta không sức giàu được cho con, nhưng Ngài đấng sức giàu qua anh ta đến với con.
Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Chúa. Câu Thánh Kinh Timôthê 2 đoạn 1 câu 6 câu 7. Tôi nhớ cái ngày đó. Tôi nhớ không quên. Vào mùa hè năm 96, vào tháng 7, tôi là một mục sư thất bại. Hai lần muốn tự tử để bỏ nghề. Tôi quay trở lại buôn bán, không còn muốn làm nữa, vì hứa với Chúa rằng khi Chúa cho con biết Ngài sống và có, con sẽ chọn đời giao giảng danh của Ngài. Nhưng hồi thánh 2 năm trời tôi làm việc không quá con số 30, lập bập, chán đời mà vẫn còn tới lắp. Tôi đến cái buổi truyền giảng đó của một cái vị mà tôi đã nghe băng của ông ta hàng chục lần rồi. Cầu nguyện, và ông gọi tất cả những người chăn bày, những người mục sư lên phía trên này, tôi muốn cầu nguyện sức dầu cho anh chị em. Tôi cũng lên giống như các mục sư khác người Nga. Tôi đứng ở trong buổi nhóm đó. Tôi đã biết con người này có ơn gì rồi. Tôi cầu nguyện hãy sức dầu cho con. Tôi liệt kê một loạt những điều con người này đang có. Nó đã chuẩn bị trong lòng tôi từ nhiều tháng trước rồi. Ông cầu nguyện cho một loạt những con người Nga, mục sư. Riêng tôi ông bỏ quên, ông để như vậy. Ông cầu nguyện cho hết rồi. Cuối cùng chỉ một người ngoại quốc còn đứng trơ lại. Ông lên trên bục giảng. Ông nói với những người ban trật tự, hãy đưa cậu này lên phía trên này. Tôi từ hội thánh truyền thống, tôi rất sợ và ghét chuyện ngã. Tôi bảo cái này ngã thì không cần thiết. Miễn là mình nhận được chứ ngã không cần thiết. Tôi nhìn thấy người ta ngã cứ mầm mầm lên, thấy ghê quá. Tôi nói rằng, Chúa ơi, con không muốn ngã đâu nha. Cái này ngã không phải đến từ Ngài. Thầy ra con sẽ nhận được sự sức giàu nhưng không cần phải ngã. Tôi đứng lên trên bục giảng, trên sân khấu, nó cao hơn thế này một chút. Đứng lên trên như vậy. Và trong đầu tôi nói rằng, nhận sức giàu nhưng không ngã. Nhận sức giàu nhưng hùng này không ngã. Ông nói với tôi, ông đi ngang hồi, ông nói, ê, người thanh niên này, đừng có vô tín, đừng có chống cự Đức Thánh Linh. Ông nói một điều mà tôi còn nghe, nhưng mà tôi không có thực tế trên vấn đề đó. Ông nói rằng, nếu mà người mà muốn nổi trên mặt nước và bơi được, hãy thả lỏng người ra, nước sẽ đưa người đi. Tôi thì chưa biết bơi, thì ra tôi không hiểu cái vấn đề đó. Nhưng tôi chỉ nghe rằng, đừng có chống cự lại Đức Thánh Linh. Có nghĩa là cái điều tôi đang nghi ngờ và nói là không ngã đâu nhá, hùng này không ngã đâu nhá, là cái điều chống lại. Tôi ok, Chúa ơi, Ngài muốn làm gì bây giờ? Hãy tự do. Tôi giơ tay như vậy. Ông đi ngang qua, ông nói với hội thánh xong, ông đi ngang qua. Đi ngang qua trước mặt tôi cách xa khoảng độ 15 phân, 20 phân gần gần ông thôi. Tôi nghe thấy tiếng gió ông thôi. Tôi bay, bùm. Từ trên bay, bùm. Cả hội thánh Việt Nam nhóm ở đầu góc kia nhốn nhau hết cả lên. Và sau này tôi được nghe một người nói với vừa kể lại với tôi rằng lúc một sư ngã nhá, mấy cái bà mới tin Chúa đó, bà thúc bọn em lên, một thanh niên toàn 72, 74 mà, lên đi cứu ngay mục sư, cái thằng Tây kia nó đang hành hạ, thằng Tây kia đang hành hạ mục sư của các vị kìa. Hãy lắng nghe này, tôi rơi xuống đó không hề đau. Nếu bạn cố tình ngã là vỡ đầu chết đấy. Còn nếu mà Chúa có điều muốn làm gì cho bạn, Ngài cho bạn nhấc bổng lên bay nhẹ nhàng và hạ cánh an toàn. Ngã xuống đây rồi, ông cầm một cái bình nước, ông cầm cốc nước đang giả, ông hất một phát vào mặt tôi như vậy này. Ông nói với họ, nhấc lên, làm cho các bà kia càng cuống lên, lên cứu ngay mục sư. Tôi lên trên này, bắt đầu ông cầu nguyện. Tôi say trong Đức Thánh Linh. Tôi ước ao xin Chúa cho cái ơn mà con người này có, để con được thành công hơn trong chức vụ. Tôi nằm im trên cái sàn nhà ở đó. Và ông nói rằng, tối ngày hôm nay, không có ai đụng chạm vào con người này, hãy để cho anh ta ở một mình. Tín đồ trong hội thánh tôi vác tôi xuống xe, một hai người hai bên. Đầu tôi biết rõ hết đấy, tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra. Nhưng đơn giản tôi thích quá đấy. Người nó mềm như là bay nhẹ nhàng, và vừa đi vừa cười, mặt rất hạnh phúc. Họ vác tôi xuống xe, đưa tôi đến ốp Việt Nam. Mà sau này tôi đưa vợ tôi về cái ốp để ở, lên trên cầu đi, không có thang máy, đi trên cầu thang từ tầng 1 đến tầng 5 đi lên. Có mấy người mà sinh viên tại đó được nghe tôi làm chứng tôi là mục sư rồi. Mấy người thủ thì nói, thằng say rượu, ô mục sư say rượu kìa, mục sư say rượu kìa, hắn bảo hắn không uống rượu bao giờ, bây giờ say kìa. Tôi nghe thấy nó nói, nhưng mà không biết làm sao để chứng minh được. Tôi đi ngang qua cái mặt đó, tôi kéo cố gắng gần mặt đó, tôi thổi vào cái mặt đó để ngày mai tôi gặp nó giải thích rằng ngày hôm qua mấy người thấy mùi rượu không. Họ bế tôi vào phòng và cả đêm đó, wow, hallelujah. Nửa năm sau, bắt đầu vào tháng 1 năm 1997, chức vụ của tôi hoàn toàn khác. Tôi nhớ cái ngày đó, ban tôn vinh đang hát. Tôi đứng lên trên bục giảng, chuẩn bị giảng bài giảng, chuẩn bị cả một buổi chiều Chủ nhật rồi. À, thứ bảy hôm trước, Chúa nói rằng, Hồng, ngươi không trông cậy vào ta. Tôi bảo, Chúa ơi, tại sao lại không trông cậy?
Chúa nói rằng chỉ có kẻ trông cậy ta mới có sự sức giàu. Tôi bảo Chúa tại sao lại con không trông cậy? Chúa nói rằng hãy dẹp cái bài giảng này đi, ta cho bài giảng khác. Tôi bảo không được, không được, được. Bao nhiêu lời hay ý đẹp của ta chuẩn bị viết ra giấy rồi, bây giờ mất bài giảng này còn gì là bài giảng nữa, giảng cái gì? Chúa nói rằng đó, cái đó là không trông cậy đó. Tôi bảo ok, con ăn năn tội, con loại bài giảng, không giảng cái này nữa. Chúa cho con sứ điệp nào, con giảng như vậy. Tôi bước lên trên này. Lúc đấy ở ban tôn vinh chỉ có ba chàng thanh niên, một cậu to cao khoảng 1m8 mấy đấy, hai cậu nhỏ hơn đang đứng hát. Tôi đang đứng như vậy hướng dẫn, và Chúa nói với tôi hãy quay lại. Tôi quay lại trong khi họ đang hát, tôi giơ tay lên, Chúa ban phước. Ba người lạ ngã cái rèm cái khẩu hiệu là chúng tôi giảng về danh Chúa Giêsu với cái thập tự đứt dây rơi xuống. Bùi xóm, bùi nhóm vô cùng lộn xộn. Tôi bảo Chúa ơi, chả nhẽ hùng này giơ tay như vậy mà người ta cũng ngã sao? Và sau khi cầu nguyện xong, bắt đầu cầm bài giảng, Chúa nói rằng hãy giảng lại. Và Ngài nhắc đúng cái tên bài giảng tôi đã chuẩn bị ngày hôm qua mà Linh bỏ đi đấy. Nhưng bây giờ những lời hay ý đẹp trong đó bị biến mất rồi, thay vào đó là lời khác, cũng sứ điệp với Đức Thánh Linh đó, nhưng nó mang một sức mạnh hoàn toàn khác. Cảm ơn Chúa. Hệ thống nhóm tế bào tại Moscow bắt đầu xuất hiện từ năm 97 đó và cho đến bây giờ đó anh chị em. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Phao-lô khuyên Timôthê, vậy nên ta khuyên con hãy nhân lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và sự dè dữ. Khuyên con hãy nhân lại ơn sự sức giàu của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh sự sức giàu đó bởi sự đặt tay của ta. Khi bạn lên cầu nguyện Chúa lành bệnh nó khác, khi bạn lên cầu nguyện Chúa ban phước cho nó khác. Nhưng khi người ta cầu nguyện sức giàu cho bạn trong chức vụ, hãy liệt kê ra những ơn mà bạn cần, hãy liệt kê ra những ơn mà con người đặt tay đó có, cầu xin. Và lời Chúa nói Chúa sẽ ban cho bạn những cái ơn đó. Thời gian ngày hôm nay tôi muốn chuẩn bị lòng của anh chị em chờ đợi. Sắp tới bắt đầu sang 2014 có một loạt những con người lớn của Chúa tại trên thế giới này sẽ về đây giảng. Căn phòng này không phải chỉ dành cho Benny Hinn đâu. Căn phòng này trước mắt dành cho chúng ta, hội thánh tại đây. Rồi sau đó dành cho hội trường, cho những người được Chúa sử dụng lớn trên thế giới này tới. Và Chúa đã nghe lời cầu nguyện của tôi và bạn. Xin Chúa nhắc nhiều ơn khác nhau trong hội thánh này lên. Bạn sẽ được nghe Joy Mayer đến đây giảng. Bạn sẽ được nghe John Beaver đến đây giảng. Bạn sẽ được nghe Benny Hinn. Bạn sẽ được nghe nhiều người rằng khi cho sẽ tới đây giảng. Bạn ơi, hãy lắng nghe lời tôi nói cầu nguyện. Chúa đang trang bị cho Việt Nam qua tôi và bạn. Càng nhiều ơn khác nhau, bạn sẽ thấy ơn khác nhau thể hiện trong hội thánh này. Chúa đang muốn cho cơ thể của Ngài, thân thể của Ngài được trọn vẹn tất cả mọi vị trí và chức vụ khác nhau. Amen. Còn một điều thứ tư, đó là nghe giảng. Hãy bật câu kinh thánh này, sau đó chúng ta cầu nguyện. Công vụ đoạn 14, câu 8, câu 10. Điều thứ tư, sau khi ở cùng Ngài, làm việc cùng Ngài và cầu nguyện đặt tay, người sức giàu cầu nguyện đặt tay, thì Kinh Thánh chép rằng có một nơi thành Lystra, có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phao-lô giảng, người ngồi và nghe Phao-lô giảng rất là chăm chú. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để được chữa lành. Tiếp theo, bèn nói lớn rằng: ngươi hãy trở dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái rồi đi. Khi người ta nghe giảng chăm chú, khi người ta nghe giảng chăm chú, tiếp nhận lời của Ngài và cưu mang, thì sự sức giàu từ lời đó mang sự chữa lành tới. Khi bạn nghe mục sư Benny Hinn giảng thật là chăm chú về sự sức giàu của ông trước sân vận động, hãy tiếp nhận lời, cưu mang lời đó. Trong lời của ông giảng có sức giàu để nhấc bạn lên một tầng kích mới. Bởi vậy cho nên sự sức giàu bạn có thể nhận được bởi sự chờ đợi cầu xin của bạn qua bốn điều. Một, ở cùng người được sức giàu. Hai, làm việc cùng với người sức giàu. Ba, khi người sức giàu đặt tay trên bạn. Bốn, nghe lời giảng của họ, nghe đi nghe lại, suy ngẫm lời đó. Giống như con bò vàng ăn cỏ xanh, nhai đi nhai lại, chảy ra sữa trắng vậy. Amen. Và bây giờ hãy cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.